Xin chào cả nhà. Có những cái nét đẹp mà làm cho lòng người thật là xao xuyến, những người yêu hoa. Xin giới thiệu với cả nhà bông hoa hồng Minh Châu. Bông hoa hồng Minh Châu nở tự nhiên đây nha cả nhà. Kích nhưng nó không lên, sau đó nó nở tự nhiên. Và ngày đầu tiên của nó luôn. Có những câu hỏi trả lời cho chúng ta rằng, có những câu hỏi vì sao mà những cái thời điểm cao điểm hồng Minh Châu giá lại khủng khiếp đến như thế, 100 triệu một xăng. Và đây là câu trả lời. Đẹp quá cả nhà ơi. Mê lắm luôn á. Mùa hoa đến rồi. Đẹp quá cái bông hoa hồng Minh Châu này. Ở trong cái camera thì nó vẫn có chút gì đó nó lấn qua màu tím, còn với mắt nhìn thông thường thì nó là màu hồng. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta không khắt khe thì hồng Minh Châu này nó với so với các loại hoa khác, cái màu hoa khác thì đó cũng là một cái màu khá là hiếm gặp. Đây là màu hầu rất hiếm gặp. Và tô điểm thêm là một cái khuôn hoa đẹp quá cả nhà ơi. Hoa thơm thật là đẹp, thật là tuyệt vời. Mời cả nhà ngắm hoa hồng Minh Châu. Thời điểm đỉnh cao của hồng Minh Châu giá 100 triệu, 110 triệu một xăng. Được phát hiện vào khoảng năm 2014-15 ở Gia Lai. Những bông hoa phi điệp mà xuất phát từ vùng Tây Nguyên, nó sẽ có những cái mùi thơm đậm hơn những cây có nguồn gốc từ phía Bắc. Mời cả nhà ngắm hoa hồng Minh Châu. Đây nè cả nhà. Khi mà hồng Minh Châu chúng ta để tự nhiên, cái mầm gốc nó sẽ như thế này đây. Với ngày xưa mà thời là giá lan cao điểm mà có những cái ngọn như thế này, chúng ta sẽ không tin rằng đó là hồng Minh Châu đâu. Bởi vì thời đó chúng ta khai thác triệt để cái cây thì không bao giờ, nó chỉ có những vườn siêu lớn thì nó mới có những cái mầm gốc như thế này được. Bởi vì họ để tự nhiên, họ không có khai thác. Còn đa số hồng Minh Châu mà gốc như thế này gọi là gốc đẹp rồi này. Tôi sẽ quay ở phía sau cho cả nhà xem. Đẹp quá cả nhà ơi. Bên này cũng có một bông hoa hồng Minh Châu. Và đây là một chậu hồng Minh Châu khác. Đã nở khá là lâu rồi. Với cái thế là thế đổ nha cả nhà. Bên này là thế đứng. Bên này là thế đổ. Mỗi cây có một cách ưu điểm khác nhau cho chúng ta trưng bày. Và rất là đẹp. Vẫn là một cái gam màu đó. Tuy nhiên bên này thì nó nở khá là lâu rồi. Bắt đầu nó phá khuôn rồi. Ở đây bắt đầu nó phun mầm gốc đi nè cả nhà. Ở đây thì hình thế của cây nó hơi giống hồng Minh Châu hơn. Khi mà nó đi chậm, nó lớn chậm thì nó sẽ giống hồng Minh Châu. Còn bên này cả nhà thấy nó lớn quá nhanh, cho nên là cái màu sắc của hồng Minh Châu không còn nhiều nữa. Cái màu sắc thân lá của hồng Minh Châu không còn nhìn thấy nhiều nữa. Về nhận xét, về nhận biết thân lá của hồng Minh Châu thì ngày xưa thì rất là quan trọng.
bởi vì chúng ta mua cây tiền trăm tiền tỷ. Còn bây giờ thì là người chơi, chúng ta có thể lựa những nơi uy tín để mua cây giống về chơi. Hồng Minh Châu thì bây giờ cũng rẻ cả nhà ơi, vài trăm ngàn một cây giống. Như chậu cây này, đúng cái chậu cây này luôn, nằm trong chậu này luôn. Hồi đó mua nó chừng này, hàng kỳ tự nhiên, và khoảng 3 năm rồi mới được như vậy đây cả nhà. Hồi đó mua 150 triệu và 3 năm trải qua thăng trầm, đã có lúc nó lên được 600 triệu nhưng không bán. Tới bây giờ này thì có hoa thì ngắm. Ok, nhân dịp hoa Hồng Minh Châu nở rất là đẹp, mình có một thước phim về bông hoa này. Cảm ơn cả nhà đã xem tới đây. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà.